Rồi. Hello. Ok. Thì hôm nay mình sẽ ôn tập cái thi học kỳ cho con nhá. Vâng. Ừ, thế cô gửi cái kia đã xem chưa? Đã làm chưa? Rồi. Ừ, nè. Nhưng có mấy câu không làm được. Được rồi, ok, thì bây giờ mình chữa cái đấy đã, tại vì cái đấy nó rất là sát với cái đề thi của con đấy. Đấy nó khá là sát với cái đề thi gì nhỉ? Đề thi đấy của con, đợi cô, để cô mở cái. Kỳ. Đây là cuối kỳ hay giữa kỳ nhỉ? Cuối đúng không? Cuối kỳ của họ. Đúng rồi. Vâng. Ok. Ok. Dạ. Ok, mẹ nhìn thấy màn hình của cô chưa? Không có ạ. Được rồi, nào. Bây giờ mình sẽ nhìn câu đầu tiên nhá. Đề thi nào của mình rồi cũng sẽ có cái phần này thôi, chính là phần gì đấy? Phần tìm trọng âm. Đó, tìm âm và đánh dấu trọng âm. Thì ở bài này sẽ là bài âm khác nhá. Đó, mình sẽ chọn những cái âm khác của những âm còn lại. Ok chưa? Rồi. Thì number one con chọn gì nào? Number one con chọn B. B. À, đọc thử bộ bốn từ này lên cô xem nào. Quarter, brother, candle ground, allow Nào, bây giờ nghe cô nhé. Câu này đáp án phải là C. Vì sao? Nào, bởi vì từ đầu tiên mình đọc là gì nhỉ? Weather. water, weather. Weather, đúng không? Vâng. Mình sẽ đọc là weather. Đấy, nhớ cái âm thờ này của cô sẽ là giờ. Cái âm thời này chỉ có hai cách đọc thôi, một là giờ và hai là thờ. Đó, thờ là cái âm mà mình để lưỡi ở hai răng đấy, mình sẽ đọc là thờ. Đó, còn cái âm này mình sẽ đọc là âm giờ nhá. Mình sẽ có năm Vâng. mình sẽ có A là weather. B mình là gì nhỉ? Be the Brother thì cũng là giờ rồi đúng không? brother. Đó, vậy nên là hai cái từ này giống âm với nhau rồi. Và mình chỉ cần tìm thêm một từ giống với âm này nữa thôi. Và cái đi ấy, cái đi, con nhìn vào cái đi này, mình sẽ đọc là although. Although. Although ở đây là gì đây? Là mặc dù. Đó. Mình có where giờ là gì nhỉ? Mình where giờ là thời tiết. Đấy. How is the weather today? Là thời tiết hôm nay thế nào? Thời tiết hôm nay là sunny này hoặc là hot này. Còn brother là gì? Anh trai. Đúng rồi, anh em trai. Anh em trai. Và mình có từ C ấy. Cái từ C này này sẽ là cathedral. Nhà thờ. Cathedral. Cathedral là nhà thờ. Đó, nhà thờ, thánh đường. Cathedral. Ok chưa? Nhớ cho cô nhé. Cathedral. Nhà thờ đấy, ghi cho cô từ mới vào nếu mà chưa biết. Thì cái âm thờ ở đây mình sẽ đọc là thi đúng không? Cathedral. Cathedral là âm thờ. Nên là cái âm này sẽ là khác với ba âm còn lại. Thế nên mình phải khoanh là C. Nhá. Cathedral. Nhà thờ. Đó. Được chưa? Chữa vào cho cô. A là weather này. B là brother. Và D là on dâu. Thì đều là giờ hết.
Còn mỗi cái cathedral này là cái thánh đường, cái nhà thờ thì sẽ là âm thờ thôi. Ok. Ok chưa? Mình chắc không? Ừ, chắc nó đi. Cathedral. Rồi Chưa. Còn với câu 2 thì con có đáp án không? Con đáp án cho cô câu 2 chưa không? Ok. Câu 2 mình sẽ có đáp án là B. Đó. Vì sao lại là B? Tại vì ở đây người ta sẽ có một cái câu B, à cái câu 2 này là câu để mình học về quy tắc đọc âm đuôi S nhá. Cùng là S thôi nhưng mà nó sẽ có cách đọc khác nhau giữa những cái từ khác nhau nhá. Thì ở cái Vâng. từ B này, vì tận cùng của nó là âm R, âm R đó, âm R là âm nó gọi là âm gì nhỉ, nó gọi là âm vô thanh nhá. Cho nên là vì nó là những cái âm nhưng nó là âm còn lại, cho nên là nó sẽ đọc cái âm này là R, là âm âm đó, âm. Đây cô sẽ cho xem cái bảng. Mình phải học thuộc những cái này nhá, học thuộc cả cách gì đấy, đọc đuôi ED và đuôi và đuôi S. Hai cái này rất kiểm tra rất nhiều. Cách đọc. Đó, nó sẽ cho mình anh một cái bảng này. Con sẽ phải ghi lại cho cô. Đây, quy tắc và cách đọc đuôi S, ES này. Đấy. S và ES thì sẽ có ba cách đọc. À sẽ có ba cách đọc nhá. Một là sờ, đọc là sờ. Ok chưa? Hai đọc là ease. Đó, như gọi là watches. Đó, boxes. Đó, và cách thứ ba là đọc là Z. Là z. Đó, như gọi là lays. Learns. Đó, được chưa? Bây giờ cô sẽ tìm một cái bảng để con đi cho nó đúng nhá. Ok, đây đi. Đây, ghi cho cô cái bảng này. Ghi cho cô cái bảng này vào. Mình chỉ cần học những cái ít thôi, còn những cái nhiều thì mình sẽ là những cái còn lại. Đó, cách phát âm đuôi S và ES. Thì cái này cô nghĩ là ở lớp các cô cũng dạy rồi đấy, nhưng mà nó chắc là mình anh đang hơi quên thôi. Thì S và ES sẽ có ba cách đọc. Đó. Thì đây không phải là đây là sẽ là gì đây? Những cái âm tận cùng đọc như thế này nó sẽ đọc có những cái đọc khác nhau, ví dụ như âm cuối cùng của một từ kết thúc bằng âm thờ này, âm P này, âm K, âm F và âm T. Thì sẽ là đọc cái đuôi S sẽ là S như bình thường. Còn những cái âm cuối cùng mà kết thúc bằng S, bằng Z, bằng Ch, bằng Ch, bằng J, đó. Thì mình sẽ đọc là Ease, như kiểu là Watches, Changes, Classes. Còn các từ còn lại chính là những từ như cái âm đuôi R vừa nãy ấy. Thì mình sẽ đọc là z, như kiểu là blaze, hux, hux, bags, và cameras.
Đó, ghi cho cô như này. Đó, các từ tận cùng bằng các phụ âm vô thanh. Còn cái âm r ở cuối cùng như vừa nãy sẽ là những cái âm hữu thanh. Đó, ghi vào cho cô. Không rồi ạ. Rồi, ok. Vậy thì nhá, cái cách phát âm đuôi S và ES này nó sẽ phụ thuộc vào cái âm cuối cùng trước cái chữ S trong những cái từ đấy. Ví dụ như nhìn cho cô cái từ unit, unit này này. Thì cái S này đọc như thế nào sẽ phụ thuộc vào cái đằng trước nó, chính là cái âm T, âm âm T này này. Âm chữ tờ này nhá. Đó, bởi vì nó là những âm vô thanh này, âm thờ này, âm P này, âm K, âm F và âm T là những âm vô thanh nên nó sẽ đọc cái chữ S đằng sau nó là chữ S, là sờ. Đó. Còn những cái từ như là tận cùng bằng S này, tận cùng là các âm S này, Z này, Ch này, Ch này, J này. Đấy, thì sẽ đọc là is. Ví dụ như là watches, hoặc là watches. Đó. Changes, classes. Ok chưa? Còn những cái từ còn lại sẽ là đọc là âm z. Đó là âm z, chính là những cái từ hữu thanh, những cái âm hữu thanh. Và thường ấy thì trong bài người ta sẽ gì nhỉ, sẽ cho con cái từ mà con cần khoanh ấy sẽ thường là những cái âm hữu thanh này này, sẽ là những cái âm còn lại, và người ta sẽ cho con ba từ trong những cái âm đấy, sẽ là ba từ thuộc nhóm 1 và nhóm 2. Đó. Bây giờ mình thử quay lại cái bài này một tí nhá. Thì đây, vì sao mình chọn là computers? Bởi vì làm sao? Bởi vì tất cả những cái từ park này, hoặc là astronaut, astronaut này,
hoặc là math này, nó đều là tận cùng của nó đều là những cái âm gì đây, âm ca này, đó thấy không, tận cùng là âm ca này. Astronaut, astronaut là âm t này, và âm map là âm p, đều là những âm gì đấy vô thanh, nên nó sẽ đọc là, nó sẽ đọc cái âm s này là gì đấy, là s, là sờ đó. Còn riêng cái từ computer này thì ở đằng trước nó là gì đấy, ở đằng trước nó chính là cái âm âm r này này, là âm hữu thanh đó, nên mình sẽ phát âm cái chữ đấy là, nên mình sẽ phát âm cái chữ s ở đằng sau cái âm hữu thanh đấy là gì đấy, là z, là z. Đó, như computers, đó, pox, maps, đó, hiểu không? Cái này thì mình phải học thôi. Ngoài việc mình học thuộc ra thì mình cũng không có cách nào khác, hoặc là mình sẽ phải luyện tập nhiều một chút. Nhá, tức là câu này là mình chưa làm được đúng không? Vâng. Rồi, đấy, thì mình phải học cái bảng đấy cho cô một chút. Đó, thì cái chữ S và ES này được phát âm lên như thế nào? Nó tất cả đều phụ thuộc vào gì đấy, vào từ đằng trước nó đó, như kiểu chữ R này, chữ K này, chữ T, chữ P này, thì những âm kết thúc bằng th, p, t, k, f thì sẽ đọc là s, thì sẽ đọc cái từ đấy là s, cái đọc cái s ấy trong cái từ đấy là s, là sờ nhá. Còn những từ còn lại tức là những cái âm hữu thanh thì sẽ là z, là âm z. Còn một số những cái âm đặc biệt như là âm cuối cùng của nó là S này, là X này, thì mình sẽ đọc là gì đấy? Thì mình sẽ đọc là is. Ví dụ như nó có những cái từ như là, nó có những cái từ như là gì nhỉ? Là box. Thì cuối cùng của nó là gì đấy? Tận cùng của nó là chữ X, đúng không? Vâng. Vậy nên là mình sẽ đọc nó là, mình sẽ đọc cái chữ S ở đấy là, đó, mình sẽ là ES. Và đây cũng chính là gì đây, là cách thêm, là cách thêm es hoặc là s vào sau cái từ đấy luôn đấy, tức là những cái từ bắt đầu à, cuối cùng là s hoặc là x này hoặc là ch này hoặc là gì đấy, o u đấy các thứ, thì nó sẽ là thêm es vào và mình sẽ đọc đây là is, boxes, chứ mình không đọc là box đó, hoặc là những cái từ như là từ watch là xem thì sẽ là watches. Nói chung là cứ thấy ES thì mình sẽ đọc là is, được chưa? Thì đấy cũng là một cái dấu hiệu. Cứ thấy cái ES này xuất hiện này thì mình sẽ đọc là is, là boxes, watches. Đó, thì đấy cũng là một cái để phân biệt. Nhá, nào, bây giờ mình sang bài tiếp theo nào. Choose the correct answer to complete the sentences. Number one chọn gì con? Mình bố anh đang chọn cái túi ngủ với cô. Túi ngủ à, là sleeping, Vâng. sleeping bag. Ok, vì Sleeping sao bag. nhỉ, vì sao mình lại chọn được là túi ngủ đây? Tại vì Forget to bring, cái đừng quên, để làm tấm đừng quên mang một cái gì đấy đây để này, quên túi nó sẽ giúp ngủ bạn ấm ấm hơn nó. khi bạn ngủ ở campsite, là ở gì nhỉ, ở cái lều đúng không, ở cái lều. Vâng ạ. Ok, thì mình sẽ có cái keyword ở đây của mình là sleep. Đó, thì mình có thể đoán được đúng không? Ok, câu này thì sẽ hoàn toàn là dựa vào dịch nghĩa thôi. Mình có cái flashlight, con biết là gì không? Cái flashlight này. Lai cô. Ừ. Đúng không ạ? Mình có flashlight là đèn pin. Ok. Ghi vào cho cô. Đèn pin. Flashlight là đèn pin này. Flashlight. Don't forget to bring a sleeping bag. It will keep Cô you sẽ đi là cái gì, cái đây là từ gì cùng Cái đây là battery. Battery là cái pin. Pin nhá. Battery.
Còn cái towel, có biết cái towel là cái gì chưa? Chưa. Cái towel này ghi vào cho cô này. Towel là khăn tắm, khăn lau, khăn tắm. Towel. Đó, ghi vào. Towel. Towel là khăn tắm, khăn lau này. Đó. Battery. Battery. Mình sẽ có hai cách đọc. Battery. Mình sẽ nên đọc là battery hơn. À, ghi được chưa? Towel là khăn tắm và battery là pin. Pin ấy. Cô. Ok chưa? Nào, Rồi ạ. ok, good. Number 2 nào. Con chọn đi. À, cô từ từ. Nào, chọn đi Cô nào. lại không đi. Con chọn A. A hả? A nào, thế dịch câu này cho cô xem nào. Trạm vũ trụ là quần áo để mặc khi phi hành ra. À Nào, không cô. thấy sai chưa? Nào, cho chọn lại một Đi. lần nữa. Cái gì nào? Đi. Đi, đúng Sai. rồi. Cái đi này sẽ là gì đây? Bộ quần áo chữ. Đúng rồi, bộ hành của bộ bộ trang phục của phi hành gia, đúng không? Space suit. Space suit is a special clothing to wear when astronaut work outside in space. Tức là gì đấy? Cái bộ này này, bộ trang phục này này sẽ là bộ quần áo đặc biệt để mặc khi mà nhà phi hành gia làm sao đấy? Làm việc ở bên ngoài không gian, đúng chưa? Cái keyword của mình ở đây sẽ là clothing. Đúng không? Cái clothing là quần áo, bộ quần áo này thì nó sẽ là cái keyword của mình nên mình sẽ chọn được là space suit. Còn spaceship là cái gì con Cô biết không? Ơi. Spaceship là Tàu. tàu vũ trụ. Đúng rồi. Còn space station là trạm vũ trụ, còn gravity là cái gravity này là cái lực hút Lực nhá. Ừ, trọng lực, nó sẽ là trọng lực. Đó, gravity. Gravity sẽ là trọng lực. Đó, trọng lực. Nhớ cho cô. Thì mình sẽ có cái keyword của mình ở đây là cái clothing này này. Clothing to wear when astronaut này là phi hành gia nhá. Work outside in space. Làm việc ở ngoài không gian. Space suit sẽ là bộ quần áo của nhà phi hành gia. Ok chưa? Lúc đầu chọn đúng rồi, lại sửa lại. Được chưa? Ghi được hết các từ mới chưa? Mình chưa. Rồi, ghi cho cô. Rồi ạ. Rồi, ok chưa? Nào, đến câu 3 nào. Câu 3. Câu 3 mình chọn gì đây? Nhìn cho cô trong vào cái in the future. Chắc là ai không? Cô chờ một tí. Khi
See. Đây là thì tương lai mà. Thì mình sẽ loại được luôn C và D nhá. Chỉ còn phân vân giữa Ây, A hoặc B thôi. ây. A hay B? Ây. Câu này mình đúng hơn. Thật ra ấy, thì dùng might ở đấy cũng không sai. Nhưng mà đúng nhất thì mình sẽ phải dùng là be, will be. Ok chưa? Nào, in the future, automatic là tự động. Food, machine. Máy làm đồ ăn tự động sẽ làm ra đấy. Sẽ làm tất cả cái gì đấy. Làm tất cả đồ ăn của chúng ta. Đó, tức là nó sẽ can thiệp vào tất cả những cái khâu chuẩn bị đồ ăn các thứ của mình này. Đó. Ok chưa? Ok. Cool. Ok. Tiếp nào. Four. Có 3, có 4. Có 4 chọn gì nào? Câu 4. Câu 4 là your parents dot dot angry if you dot dot playing computer games. Nè, Ê. câu này sẽ là một câu, câu này sẽ là một dạng của câu điều kiện nhá. Ê. Your parent A or your parent are angry if you won't stop playing computer games. Đúng rồi. Đúng không? Bố mẹ của bạn làm sao đấy? Sẽ tức giận đấy nếu mà bạn không, Tôi nếu bạn không gì nhỉ? Nếu bạn không, dừng lại không dừng việc game chơi. game Đúng rồi, nếu mà bạn không dừng việc chơi game, đúng chưa? game bạn Ok, good. Đây sẽ là câu điều kiện loại mấy nhỉ? tôi điều kiện. Câu điều kiện loại 1 nhá. Đó, để nói về những sự thật, à, để nói về những điều sẽ xảy ra trong trong hiện tại. Được chưa? Ok. Nào, bây giờ mấy anh ơi, Dạ. nên nhìn lại vào câu 3 cho cô nào. Thì cái câu 3 này này, cả may, might, make và will be nó sẽ đều đúng nhá. Nhưng mà nếu mà dùng will be ấy, thì nó sẽ không hay bằng might, make. Cho nên là với cả là cái might, make này này thì nó cũng đang là cái phần, ý là cái phần đấy sẽ là phần mà con đang học ấy, đúng không? Con đang học về cái might, make này đúng không? Cái gì nhỉ, gọi là gì nhỉ, động từ khuyết thiếu này đúng không? Thế nên là mình sẽ chọn câu này là my make cho cô nhá, và Minh Anh sẽ học thuộc câu này luôn cho cô nhá. Vì chắc Vâng. chắn là đi thi người ta sẽ có một cái cụm là in the future, tức là trong tương lai các thứ đấy. Thì cái my make này nó sẽ nói về khả năng có thể xảy ra trong tương lai, thì con sẽ học thuộc luôn cho cô. Và nếu đi thi mà có thấy in the future ấy thì mình cũng đọc qua một chút, và nếu mà thấy đáp án có một cái động từ khuyết thiếu might và cộng với một, gọi là gì nhỉ, một động từ nguyên thể, thì mình anh cứ chọn cho cô nhá. Vâng. Được chưa? Còn number 4 thì A là đúng rồi. Ok. Number 5 nào. Number 5 chọn gì nào? Number five. You. Chứ gì đã sắp hết thời gian rồi. Từ từ nhé. Ơi Ê. à đâu no. Đi 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 cô. Đi Từ từ. bạn không nên ăn nhầm Nào, từ từ, cô đang nhầm ở câu 4 đấy này.
Câu 4 cô quên mất, cô không để ý. Nào, câu 4 không thể là A được. Đúng không? Nào con thử dịch đi. Bố mẹ của bạn tức giận nếu bạn làm sao? Thường thường về Sẽ chơi không game à? Đúng không? Thì mình sẽ phải đổi ngược là gì đây? Đây, mình sẽ phải là B nhá. Nào. Chú ý vào đây cho cô một tí này. Bố mẹ của bạn sẽ tức giận. Will, will là gì đây? Will là sẽ. Thì bố mẹ của bạn sẽ tức giận. Your parents will be angry if you, nếu bạn không dừng việc chơi playing computer game lại. Đúng không? Nào, con này chú ý lại cho cô một tí này. Mình phải như này nhá. Mình phải đáp đúng là B nhá. Chứ không phải là A đâu nhá. Ok chưa? Sửa lại cho cô, sửa lại cho cô một tí. Your parent. Mình cái này thì mình sẽ là dịch thôi. Chủ yếu mình sẽ là phải dịch. Xem nó có hợp, phù hợp chưa. Nó có phù hợp với cái ngữ cảnh của câu chưa. Câu 4 sẽ là bố mẹ của bạn sẽ tức giận. Will mà. Đó, sẽ tức giận. Nếu mà bạn không dừng việc chơi game lại. Đó. Ok chưa? Rồi ạ. Và cái cấu trúc của cái câu điều kiện loại 1 này sẽ là gì đây? If này, if cô ghi cho cái cấu trúc. If này cộng s cộng verb nhưng mà cộng hiện tại đơn. Công thức của cô. Rồi, ghi này cho nó dễ, hiện tại đơn này khó hiểu. Cộng V chia ở ngộ ở cộng từ chia ở S hoặc ES là thì hiện tại đơn ý con. Đó. Vậy S cộng will thỉnh thoảng sẽ là can. Nhưng mà ít thôi. Thỉnh thoảng sẽ là sure. Cộng với V nguyên thể. Đây là gì đấy? If loại 1 nhá. Vâng. If loại 1 là câu được của loại 1. Thì cái if loại 1 này sẽ là gì đây? Là thì hiện tại đơn. Sẽ là thì vế đầu tiên, vế đi với if sẽ là hiện tại đơn. Nhá. Còn đây bởi vì nó là don thế nên là nó sẽ phải thì hiện tại đơn sẽ phải là gì đây? Thì hiện tại đơn sẽ phải thêm don vào vì nó là not. Đó. Còn nếu bình thường nếu mà không có not thì sẽ là stop thôi. If I stop được kiểu thế. Đó. Đừng nhầm của cô nhá. Cái này là người đi thi người ta cũng sẽ hỏi con đấy. Vâng. Ok. Nào chắc chữa được hết bài này với cả bài À nào. cô. Ôi. Ôi ôi. Rồi con chụp cho cô cái câu hỏi này nhé, không rồi cô chữa cho con nhé. Rồi, Tại ok. vì đi thi nói là con phải bốc câu hỏi rồi con trả lời. Rồi, được rồi. Nào, làm nốt câu 5 đi đã. Làm nốt câu 5 cho cô đi đã. Câu 5 anh chọn gì nào? Đi ạ. Đi, đúng rồi. Shouldn't. You shouldn't eat so many sweets. Cái sweet số nhiều này là gì, có biết không? Sweet số nhiều này là kẹo sang cùng. Đúng rồi, sweet số nhiều này sẽ là kẹo nhá, bằng với candy. Và tất cả những câu khuyên nhủ thì mình sẽ đều là gì đấy? Đều là dùng should. Bạn nên làm thế này, nên làm thế kia. Nên. You shouldn't eat so many sweets. They aren't good for you. Bạn không nên làm sao đây? Ăn quá nhiều kẹo. Không Nó nên sẽ ăn không. quá nhiều kẹo, Đúng không rồi, tốt nó cho sẽ không tốt cho bạn. Đó.
Ok, good. Tiếp theo, bài đọc này làm được cái gì cho con? Đừng làm được nhiều chưa? Chu phô hay sao ấy? Ở đâu rồi? Ôi giật cả mình. Đây, 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 đây. Nào, bài điền chu phô nào. Làm được nhiều chưa? Làm được cái gì chưa? Nào, number one là gì? Jennifer stay in Melbourne for one day. Jennifer thì sẽ ở lại Melbourne trong một ngày. Đây là sẽ là bức thư mà Jennifer gửi cho Susan nhá. Nào, đọc xem nào. Hi Susan, we are having a wonderful time in Australia. We arrived in Melbourne last week and stayed there for 2 days. Vậy thì number one là two hay four nào? Stay there for Tuesday. Stay there for 2 days nào. Trong ngữ liệu thì bảo là stay there for 2 days rồi. Thì câu 1 người ta bảo là Jennifer stay in Melbourne for 1 day. Thì câu 1 là đúng hay sai? Đúng ạ. Sao mà đúng được? Ok, stay there for 2 days cơ mà. 2 days là 2 ngày. Mà người ta bảo là Jennifer ở Melbourne 1 ngày. Thì là đúng hay sai con? Hai. We arrived. Này nhìn cho cô này. We arrived in Melbourne last week. Chúng tôi đến Melbourne vào tuần cuối tuần trước và ở đây trong 2 ngày, đúng không? Thì cái 2 days này là 2 ngày, còn cái mà mình nhìn thấy ở đây là 1 day là 1 ngày, thì nó phải là gì? False. False. Ok chưa? Number two nào. It costs a lot of money to visit Royal Botanic Garden. It costs a lot of money. Cái cụm này nghĩa là tốn rất nhiều tiền để tới thăm. Visit là thăm này, đến này. Tốn rất nhiều tiền để tới thăm Royal Botanic Garden. Đó. On the first day, we went to Royal Botanic Garden. Visiting Botanic Garden is the best free thing to do in Melbourne. Này, it's the best free thing. Đó, free thing là gì đây? Miễn phí đúng không? Mình có free thing sẽ là miễn phí. Vậy nên câu 2 sẽ là false. Tại vì câu 2 người ta bảo là gì? Là tốn rất nhiều tiền để tới thăm cái Royal Botanic Garden này. Đó, nhưng ở trên ngữ liệu của bài đọc thì người ta lại cho mình là tới thăm Botanic Garden thì là cái điều tốt nhất mà được miễn phí khi làm ở Melbourne. Ok chưa? Free là miễn phí nhá. Number 3. People can enjoy live performances in Botanic Garden in the summer. Thì mọi người thì rất là thích những cái buổi trình diễn sống động ở Botanic Garden vào mùa hè, đúng không? Đây, in the summer there are also live performance in garden. Đó. Có cái này nên là mình sẽ là to the also. Đó. People can enjoy tức là mọi người thì có thể thưởng thức được cái màn trình diễn sống động, màn trình diễn trực tiếp ở Botanic Garden. Và ở đây người ta cũng có một câu là in the summer there are also live performances in the garden. Đó. Tất cả những cái bài đọc này con ơi nó rất là đơn giản bởi vì nó có trên hết ở trên cái này rồi. Việc của mình chỉ là gì? Đọc và mình đấy thôi. Thời gian nó sắp hết rồi con ạ. À. Đó. Câu cuối cùng mình sẽ là chu nhá. Thế tí nữa Minh Anh gửi cho cô cái bài đấy nhá, để cô xem cho nhá. Vâng. Xong rồi cái bài này, bài đọc đã làm chưa con? À cái bài câu hỏi làm chưa? Chưa. Thế gửi cái bài câu hỏi này cho cô nhá. Vâng. Rồi ok. Cái này nó sắp hết rồi. Thì gửi cái bài đọc đấy cho cô. À gửi cái bài câu hỏi này, cái đáp án này cho cô nhá. Vâng ạ. Ngay sau buổi học này luôn nhá con nhá, để cô chữa cho. Ok. Đó thì cái này nó sắp bị Chào tắt rồi cô. thì buổi ơi. Dạ, vẫn có ở đây cô đâu. Ok, thế buổi sau mình sẽ học ở cái kia nhá. Vâng. Rồi ok. Nhớ gửi cho cô cái này ngay và luôn sau.